Mới gửi cấp tốc sang trong tháng này. Vâng, xin mời bà con hãy cho một tràng pháo tay nữa cho tất cả 10 chị em. Xin mời các nhà nhiếp ảnh chúng ta khẩn trương chụp ảnh để làm lung linh năm 2008 ạ. Quảng cáo rầm rộ đấy ạ. Và sang 2008 thì phụ nữ áo dài trong top ca nữ này có một đợt biểu diễn ở Cộng hòa Áo và Slovenia, đó là thông báo gần nhất của đoàn chúng tôi. Xin giới thiệu quý vị chúng ta biết. Và có một đợt CD sẽ ra đời và quý vị đón mua ủng hộ đội văn nghệ. Xin cảm ơn các hoa hậu của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng tiết mục vừa rồi đã để lại cho quý vị chúng ta một tình thương mến thương rất là bao la, một cảm động và một sự mến phục với chị em của chúng ta về thời gian tập luyện, trang trí và biểu diễn. Một phong cách rất là chuyên nghiệp phải không ạ? Và kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết, một lời ru một cánh diều, mỗi dòng sông mỗi triền đê và những cánh đồng bát ngát nơi quê nhà cho ta khôn lớn. Có những ngày hôm nay ta không nguôi nhớ về quê hương chứa chan bao kỷ niệm. Một giọng hát thật ngọt ngào, một ca khúc thật dễ thương đã đi cùng năm tháng. Tôi xin trân trọng giới thiệu giọng hát của Mỹ Thuần với bài hát Hát về cây lúa hôm nay. Quý vị cho một tràng vỗ tay để chào đón Mỹ Thuần ạ. Xin mời Mỹ Thuần.